đừng khóc cho Arsenal. Đội chủ sân Emirates chưa hoàn thiện và thất bại trước Man City trong cuộc đua vô địch sẽ giúp họ mạnh mẽ hơn mùa tới. Không khó để người ta thấy rằng trong ngày hạ màn Premier League 2023-24, các cầu thủ Arsenal thất vọng thế nào dù thắng Everton 2-1 trên sân nhà. Pháo thủ trải qua mùa giải xuất sắc, thậm chí có nhiều chỉ số thống kê vượt trội đội hình bất bại của chính câu lạc bộ trong quá khứ 2003-04. Nhưng danh hiệu mới là thứ quan trọng bậc nhất trong bóng đá. Sau màn vỗ tay tri ân khán giả nhà tại Emirates, huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta và thủ quân Martin Odegaard không nở nụ cười. Họ biết rằng mùa giải năm nay là cơ hội rất lớn để Arsenal giải cơn khát Premier League. Tuy nhiên, trước một Man City quá xuất sắc, pháo thủ vẫn thiếu chút gì đó. Mùa giải ấn tượng. Khi Arsenal vô địch ngoại hạng Anh 2003-04 với thành tích bất bại, đội bóng do Arsene Wenger dẫn dắt chỉ thắng 26 vòng và hòa đến 12 lần. Trong khi đó, Arsenal của mùa giải 2023-24 thắng tới 28 trận cùng hiệu số bàn thắng cực tốt, 62. Ngang bằng nhà vô địch Man City. Không có câu lạc bộ nào khác ở xứ sương mù áp sát Man City đến thế trong cuộc đua vô địch mùa này. Không câu lạc bộ nào bất bại trước thầy trò Pep Guardiola tại ngoại hạng Anh mùa này, ngoại trừ Arsenal. Pháo thủ thắng Man City 1-0 ở lượt đi tại Emirates. Sau đó cầm hòa đối thủ không bàn thắng tại Etihad trong trận lượt về. Arsenal rõ ràng tiến bộ rất nhiều so với mùa giải trước. Khi hạ màn Premier League 2022-23, pháo thủ xếp ở vị trí thứ 2 với 5 điểm kém hơn đội vô địch. Mùa này, khoảng cách giữa Arsenal và Man City khi giải đấu hạ màn chỉ còn là 2 điểm. Các chỉ số bàn thắng, bàn thua, số trận thắng của Arsenal mùa này đều tiến bộ hơn năm ngoái. Đó là lý do các cổ động viên Arsenal hôm Chủ nhật vẫn ca ngợi và dành những lời tung hô cho Arteta cùng học trò. Người hâm mộ hiểu rằng với một tập thể có tuổi đời trẻ như Arsenal hiện tại, mọi thứ còn ở phía trước. Dàn cầu thủ gồm Rice, Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinez, William Saliba, Gabriel Magalhaes đã gắn bó với nhau ít nhất 3 mùa giải. Đó là sự kết dính cần thiết cho một tập thể mạnh. Qua thời gian, các cầu thủ Arsenal sẽ có thêm kinh nghiệm để đối đầu với Man City. Bản thân giám đốc thể thao Edu và ban lãnh đạo Arsenal sẽ có thêm bài học để hoàn thiện đội hình. Trước một Man City quá khôn ngoan và lọc lõi. Tiêu chuẩn mới. Hai năm qua, GDTT Edu chứng minh rằng với sự đầu tư và chi tiêu hợp lý từ nhà Kroenke, Arsenal đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu ở thị trường chuyển nhượng. Đội hình Arsenal mùa này chưa hoàn thiện. Bằng chứng là họ vẫn thiếu một trung phong xuất sắc hoặc một cầu thủ chạy cánh giỏi ghi bàn để chia lửa cùng Saka. Tới mùa hè, mọi thứ sẽ khác nếu Arsenal bổ sung nhân sự. Havertz sau mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal đang cho thấy sự hứa hẹn và hòa nhập tốt. Có nhiều cơ sở để người hâm mộ, pháo thủ tin rằng mùa tới, mũi nhọn người Đức sẽ còn chơi hay hơn nữa. Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất nếu Arsenal muốn vô địch, đó là Arteta và các học trò cần nâng tiêu chuẩn của chính họ lên. Đội chủ sân Emirates đang đối đầu với một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Không đội bóng nào trong lịch sử 4 lần liên tiếp vô địch nước Anh như Man City của Pep. Nửa xanh thành Manchester cũng đang giữ kỷ lục 100 điểm của Premier League trong một mùa giải. Nếu Arsenal muốn vô địch nước Anh, họ phải cải thiện bản thân và không thể hài lòng với những gì vốn có. Không phải ngẫu nhiên mà trong bài phát biểu chia tay club, Pep rưng rưng vì xúc động. Pep nói rằng mình rất biết ơn club vì sự cạnh tranh giữa hai đội bóng giúp huấn luyện viên trưởng Man City đạt đến một tầm cao mới. Những đối thủ giỏi luôn giúp bạn tốt hơn. Nếu Arsenal có thể lấy thất bại trước Man City làm động lực, dàn sao trẻ của pháo thủ có thể đạt tới một tầm cao mới. Vì thế, đừng khóc cho Arsenal. Đội bóng thành London có lý do để lạc quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.